Anh ơi! Máy giặt Casper thế hệ mới EcoWash tiết kiệm bền bỉ 20 năm. Xin kính chào quý khán giả, đây là showroom hàng đẫy Thủ đô Hà Nội. Trước chúng ta là trận đấu tại vòng 12 của V-League, cuộc đấu sức giữa Công an Hà Nội và Hùng Lĩnh Hà Tĩnh. Trọng tài chính của trận đấu ngày hôm nay là ông Trần Đình Thịnh, đội xuất phát của chủ nhà Công an Hà Nội. Số 1 Philip Nguyễn, số 8 Junior, số 9 Jefferson Elias, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 12 Hoàng Văn Toản, số 17 Vũ Văn Thanh, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Phạm Văn Luân, đội xuất phát của Hùng Lĩnh Hà Tĩnh. Số 1 thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, số 4 Lâm Anh Quang, số 8 Bruno Edga, số 14 Victor Lê, số 17 Trần Văn Bửu, số 26 Bùi Văn Đức, số 18 Nguyễn Trung Học, số 30 Vũ Viết Triều, số 89 Nguyễn Trọng Hoàng, số 91 Diallo và số 99 là Ibarra Prin, cầu thủ người Congo. Huấn luyện viên trưởng của Hùng Lĩnh Hà Tĩnh là Nguyễn Thành Công. Hiệp 1 đã bắt đầu. Ban huấn luyện của đội khách chỉ đạo các học trò chủ động bóng hai. Đánh đâu? Bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Bóng được chéo đúng vị trí của trung vệ cao 1m90. Anh không khó khăn để bật lên và gõ bóng. Rất tiếc là bóng đi chệch mục tiêu. Đội chủ nhà vẫn đang cố gắng tấn công từ nhiều hướng, nhưng họ đang vấp phải lối chơi kiên cường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không vào! Pha bóng quen thuộc của Quang Hải. Đi vào trong và dứt điểm chân trái. Có thể là cùng một kiểu vung chân nhưng đường đi của trái bóng rất khó lường, không lần nào giống lần nào. Quang Hải, rất tiếc là bóng bị ăn ra máng ngoài. Cảm giác bóng của Quang Hải đang tốt dần lên. Sẽ có thêm sự cầu thị. Những người đã từng chơi tốt thường vang sờ và vẫn còn nhiệt huyết thì vẫn nên là trụ cột của đội tuyển. Văn Long là những người có thể tạo ra sức mạnh. Quang Hải đá phạt. Bóng đến đúng vị trí của Thanh Tùng. Và Thanh Tùng đã rất bình tĩnh. Bóng đi đập bóng khá hốc hiểm. Một tình huống mà nếu thủ môn không bình tĩnh và tập trung thì có thể vấn đề bóng lăn vào lưới. Diallo rất cố gắng chuyền vào. Có cơ hội. Dứt điểm. Không được. Cú đá không được như mong muốn. Pha dứt điểm của Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức là cầu thủ luôn hoạt động với công suất rất cao. Tình huống bóng đã chạm tay. Vấn đề là trọng tài xử lý thế nào. Đây là một quả penalty. Tay thõng. Không phải là tình huống tay thu sát người. Quả penalty là chính xác. Tình huống đối mặt. Cú Panenka và 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha ghi bàn của Ibarra Prin. Ibarra Prin đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Niềm vui của các cầu thủ viên theo chân đội nhà. Rất có thể đây là bàn thắng giải tỏa tâm lý cho Ibarra Prin. Một cú Panenka. Philip Nguyễn đã không kịp trở tay. Philip Nguyễn là thủ môn có nhiều kỹ năng, nhưng cảm giác là kỹ năng bắt phản ứng của anh vẫn bị hiền. Văn Thanh. Nguy hiểm. Đưa vào. Vẫn không vào. Rất tiếc. Giovane có thể là giật mình. Không phải Giovane và là Junior ngay trước cầu môn. Phá úp mù của Quang Hải. Quang,
Quang Hải đã tạo cơ hội tốt cho đồng đội. Chỉ cần một người trên để gây sức ép trong các pha phản công. Còn lại tập trung phòng ngự. Văn Thanh, cú đá thẳng. Phải. Junior. Bóng đập chân phải đi ra ngoài. Quả phạt góc cho công an Hà Nội. Số 8 dứt điểm, bóng đập chân số 8 của đối phương. Đó là Edgar. Lương Xuân Trường, hơi bổng. Bóng vọt qua hàng rào. Chúng ta luôn luôn chờ đợi những cầu thủ của lưới cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng có thể trở lại phong độ tốt nhất của mình. Phi Sơn. Sút bóng. Bóng đi lập bập. Pha dứt điểm của Trung Học. Cú đá cận chân không vào. Pha dứt điểm của Junior bị theo sát. Anh cố gắng tung ra một pha dứt điểm. Không phải Junior mà là Elias. Giovanni. Sút bóng. Một ngày rất bình tĩnh của thủ môn Thanh Tùng. Trên sân lúc này đội chủ nhà chỉ còn lại hai ngoại binh, Jefferson Riad và Giovanni. Giovanni có cơ hội dứt điểm. Rất đông cầu thủ đứng trước cầu môn. Cú đá thứ hai liên tiếp. Đó là phẩm chất ngôi sao của Quang Hải. Hai cú ra trận liên tục và bàn thắng đã đến với công an Hà Nội. Trong một thế trận tưởng rằng đã bế tắc rồi, nhưng các ngôi sao là như vậy. Quang Hải với hai cú dứt điểm và ở nhịp thứ hai, anh đã làm tung lưới của Thanh Tùng, người đã chơi rất tốt, rất tập trung từ đầu trận. Những nỗ lực dứt điểm liên tục. Quả vô lê quá hay. Quang Hải đã rất nhiều lần ghi những bàn thắng đẹp như thế này. Cầu thủ của những khoảnh khắc rất hay. Và thời gian của trận đấu đã hết. Một trận đấu rất hay. Cuộc đấu sức ở vòng 12 V-League giữa công an Hà Nội và huấn luyện Tính đã khép lại bất phân thắng bại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.